9 bài học cuộc sống hay và ý nghĩa, bạn nên ghi nhớ nhé. Trên đời này, không có ai mất đi một ai mà không sống được cả. Đừng sống mãi trong quá khứ, bởi bạn còn có hiện tại để trân trọng và tương lai để hướng về. Mọi sự so sánh giữa người với người đều là khập khiễng, bởi mỗi chúng ta có một quan niệm, một mục tiêu, một thái độ sống riêng. Sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ. Ganh ghét, thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế, hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể. Thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp, nên nhớ, lời nói một khi đã thốt ra rồi, sẽ không thu lại được nữa. Mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng. Nếu chỉ có một bên níu giữ, vun vén, thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân mình, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác. Trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình.